thời gian gần đây, Trương Quỳnh Anh rất hạn chế xuất hiện và cũng ít đăng khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội khiến dân tình tò mò. Đáng nói, cách đây ít hôm, Trương Quỳnh Anh bất ngờ lên sóng livestream giao lưu với khán giả và để lộ vết sẹo dài ở cổ làm người hâm mộ lo lắng. Đến tối ngày 10 tháng 6, Trương Quỳnh Anh đã lên tiếng xác nhận đã phẫu thuật lần một để chữa bệnh tuyến giáp. Nữ ca sĩ cho biết cô đã tranh thủ thời gian không đi đóng phim do nghỉ dịch COVID-19 để nhập viện điều trị thời điểm hay tin bản thân bị bệnh tuyến giáp, Trương Quỳnh Anh rất buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần lạc quan để chữa trị. Trước đó trên livestream với khán giả vào chiều ngày 8 tháng 6, Trương Quỳnh Anh liên tục có động tác che đi vết mổ ở cổ. Nữ ca sĩ vừa trải qua đợt phẫu thuật lần một để chữa bệnh tuyến giáp. Tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại, Trương Quỳnh Anh cho biết, hiện tại sức khỏe Quỳnh Anh đã ổn định, bác sĩ còn dặn mổ xong không cần kiên cử gì, nhưng Quỳnh Anh vẫn cố gắng tự kiên, ăn uống heo thi cho chắc. Những ngày này, Quỳnh Anh có nhiều thời gian ở với con hơn. Hai mẹ con hàng ngày xem phim cùng nhau, học online rồi chơi trò chơi. Sushi rất hài hước và hiếu động nên căn nhà lúc nào cũng vang tiếng cười, cá nhân Quỳnh Anh chỉ cần có vậy là đã thấy có được nguồn năng lượng tích cực rất lớn để tiếp tục nỗ lực. Đáng chú ý để chấn an khán giả, Trương Quỳnh Anh còn tung loạt ảnh khoe video đỉnh của chấp và thần thái không chơi vào đâu được. Mặc dù đã bước sang tuổi 32 và là mẹ của một nhóc tỷ 10 tuổi nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn được khen ngợi trẻ trung, xinh đẹp đúng kiểu, gái một con trong mòn con mắt. Trương Quỳnh Anh chấn an khán giả, tiết lộ hiện tại tình trạng sức khỏe vẫn ổn định và đang giữ tinh thần lạc quan để điều trị. Trương Quỳnh Anh khoe lưng trần nóng bỏng, đã là mẹ biển nhưng xinh đẹp có thua kém mỹ nhân vi biết nào. Vì không muốn khán giả lo lắng nên Trương Quỳnh Anh đã giấu bệnh suốt thời gian qua. Trương Quỳnh anh cho biết sau khi chữa trị bệnh, cô sẽ sớm trở lại showbiz với hàng loạt dự án.